rộng ra hơn rồi. Tôi đang có mặt tại địa đạo Bến Dược ở Củ Chi, và đây là một trong những cái khu di tích về kháng chiến của Việt Nam. Đây là nằm trong top 10 cái địa điểm khi mà khách tham quan đến với thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ ghé ở đây. Mời các bạn cùng tôi trải nghiệm một ngày ở địa đạo Củ Chi sẽ có những cái gì thú vị cho các bạn tham quan. Vâng, đây là lối đi vào tham quan địa đạo Củ Chi. Với mẫu khách du lịch khi đến đây thì sẽ có mua một cái tờ vé vào. Đây các bạn, đây là vé vào. Về Việt Nam thì chúng ta chỉ có 20.000 đồng trên một khách. Đây là lối vào địa đạo, và có một anh hướng dẫn viên sẽ dẫn chúng ta và thuyết trình chúng ta về những địa điểm mà chúng ta sẽ ghé sắp tới. Đây là đường rừng đó các bạn. Vào đây thì nó rất nhiều cái con đường nhánh để dẫn đi tới nhiều khu khác nhau. Và chúng ta đang đi một con đường có cái biển chỉ dẫn đến với lại cái khu địa đạo chúng ta. Mấy đường này không chị? Dạ. Dạ. Vậy tụi em chui hầm trước. Vẫn còn các bạn ạ, con đường vẫn còn. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta đã tới cái miệng hầm đầu tiên trong chuyến tham quan hành trình này. Và bây giờ theo tôi quan sát thì cửa hầm rất là hẹp các bạn ạ, và hơi tối. Thì chúng ta hãy cùng trải nghiệm xem là cái đường hầm này sẽ dẫn chúng ta đến đâu nhé. Vâng, sau khi chúng ta xuống dưới đây thì có không gian rất là rộng các bạn ạ. Đây là không gian của một phòng họp. Tiếp tục đến với lại góc của cuối phòng họp các bạn ạ, sẽ có là một cái đường hầm nhỏ hơn, rất là nhỏ. Đây, thì tôi thấy là cao với tầm 1 mét và rộng chỉ bề ngang nó chỉ khoảng 80 cm, và đủ cho một người đi qua thôi các bạn ạ. Và các bạn hãy cùng tôi trải nghiệm và xem là việc lưu thông trong cái đường hầm này sẽ thế nào nhé. Xin mời các bạn. Bây giờ là mình đang ở trong cái đường hầm rồi đó các bạn này. Rất là hẹp, và ở đây thì những cái bạn mà bị chứng sợ cái không gian hẹp á thì chắc là phải hạn chế khi mà chúng ta tham gia trải nghiệm ở đây. Còn về không khí thì vẫn cảm thấy nó rất là thoải mái các bạn ạ, không có vấn đề gì về khó thở hay như thế nào hết. Ở đây thì cái đường hầm này đường hầm du lịch, cho nên là người ta đã nới hạn rộng ra hơn rồi. Đường hầm nguyên bản á, nó chỉ có chiều cao á, là 80 xăng, và bề ngang chỉ có 60 xăng thôi các bạn. Và bây giờ ta làm du lịch cho nên ta đã mở rộng ra, ngang là 80 và cao là 1 mét, nhưng mà vẫn cảm thấy khá là hẹp các bạn ạ, chỉ đủ cho một người di chuyển thôi. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục trải nghiệm xem là ở những cái mét đường hầm tiếp theo có những cái gì mà mới lạ không ha. Xin mời các bạn. Có những cái lối đi thì đã bị ngăn lại rồi. Chúng ta đi tham quan du lịch thì chỉ đi theo cái tuyến đường hầm mà đã được hướng dẫn thôi. Và có một số tuyến đã bị ngăn lại rồi. Ở trong đây
di chuyển là chỉ khom thôi các bạn ạ. À. Chỉ khom thôi, khom và bò đi thôi, rất là thấp. Chúng mình tiếp tục nhé. Trong đường hầm thì có bố trí sẵn những cái đèn rất là nhỏ, nằm ở một số góc, cho nên là các bạn có thể an tâm khi mà di chuyển trong hầm, không sợ bóng tối các bạn ạ. Rồi đây, di chuyển khoảng 40 mét thì có một lối đi lên cho những cái bạn mà cảm thấy rằng mình muốn mệt lên nghỉ ngơi và có thể xuống đi tiếp. Và đây là con đường đi tiếp. Đi tiếp hết đoạn đường hầm tham quan này thì khoảng 70 mét các bạn ạ. Bây giờ các bạn có muốn cùng tôi trải nghiệm hết cái 70 mét này không nhỉ? Thử nhá. Thôi, bây giờ mình thử đi. Mình sẽ đi nốt 30 mét cuối cùng. Ok. Đây là lần đầu tiên mình chui đường hầm đó các bạn. Rất là mỏi các bạn ạ. Nhưng mà cũng khá là thú vị. Wow. Các bạn, chúng ta đã tới đích rồi đó các bạn. Tới một căn phòng cũng lớn hơn. Và đây, ở đây thì giống như là một cái phòng sinh hoạt các bạn ạ. Có cả giếng nước bên trong này. Các bạn có thể thấy, đây là giếng nước bên trong. Mọi sinh hoạt trong giai đoạn kháng chiến đều diễn ra ở dưới lòng đất các bạn ạ. Ngay cả nước này, nấu ăn này. Rồi, bây giờ mình lên nhé. Không biết đây là đâu luôn. Qua. Mà tôi lên đường hầm tôi thấy nó bơ vơ, không biết là coi như là mình đang ở cái khu vực nào nữa. Thôi chắc là phải đi tìm một cái bản hướng dẫn nào đó các bạn ạ, để coi tiếp tục là mình đi đâu. Rất là mệt. Bây giờ thì hoàn toàn lạc rồi. Nếu mà trong chiến đấu mà chúng ta đi như thế này thì có vẻ hơi bị nguy hiểm đấy. Ở đây thì còn bảo tồn được một số dạng cây thiên nhiên các bạn ạ. Không khí thì khá trong lành, mát mẻ, rất là thoải mái. Nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn có thể trải nghiệm vào những cái dịp mà cuối tuần. Khi đi tham quan trong đây thì chúng ta cố gắng đi theo đoàn. Còn nếu mà mình không bám sát được đoàn thì đây. Đây là cái cảnh anh em chúng tôi phải chịu khi mà chúng ta không đi kịp đoàn. Chỗ này mình qua chưa nhỉ? May mắn quá các bạn ạ, cuối cùng thì coi như là tôi cũng đã tìm được đường về với lại đoàn của mình rồi. Mặc dù nó còn cũng xa. Ở đây thì các bạn thấy có những cái điểm cấp cứu các bạn. Khi nào các bạn bị mệt hay là bệnh thì chúng ta có thể dừng chân ở những cái điểm này để mà sơ cứu. Rồi. Chúng ta đã tới được với lại cái trạm dừng chân rồi. Em đi cuối đoàn á, tại đoàn đem nó bỏ rơi em rồi. À, nghĩa là em chưa được ăn của mì phải. Dạ. À, nghe em lên ngồi cái góc đó. Dạ. Cái góc gần chị nhất chứ mà chờ chị đúng không? Ok chị. Đây là một trong những trạm dừng chân ở giữa tiếng. Ở đây thì khách tham quan sẽ được dùng khoai mì. Vâng. Đoàn của tôi đã dùng bữa rồi. Đi luôn rồi. Và bây giờ chỉ còn lại là tôi đây thôi. Chờ các bạn ạ. Chờ để nếm thử cái mùi vị khoai mì ở Củ Chi này. Như thế nào? Và các bạn, đây là khoai mì Củ Chi.
ăn với lại muối mè. Thì tất cả các du khách tham quan đến địa điểm địa đạo Củ Chi thì đều được thưởng thức cái món này các bạn ạ. Và là mình thử xem nha. Đói, đói thiệt đấy. Đúng rồi ạ. Lâu rồi mình mới ăn lại được cái món này. Cảm giác mà lây quay với lại địa đạo một hồi xong rồi đi lạc ở trong rừng nữa các bạn. Rồi sau đó coi như là được chị gái xinh đẹp tốt bụng đãi cho một cái dịp phơi mì. Rất là ngon. Nhưng mà các bạn nhớ mang theo một chai nước. Đó là sai lầm của mình đấy. Các bạn sẽ thử được cảm giác mà ăn khoai mì chấm với lại muối mè không có nước các bạn ạ. Mình nói đùa thôi, nhưng mà đi tham quan kiểu này thì các bạn để tránh trường hợp mà mất nước ấy, các bạn nên mang theo cho mình một chai nước suối. Nhưng mà không nên mang nhiều hành lý lắm, tại vì cái việc mà chui xuống cái không gian mà nhỏ hẹp như thế thì mang nhiều hành lý thì sẽ rất là vướng víu. Và đi thì chúng ta sẽ rất cảm giác là mệt, nên chọn những hành trang đơn giản thôi. Và nhớ kèm theo một chiếc máy ảnh để chúng ta ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của mình nha. Còn thôi bây giờ tôi tiếp tục với lại cái dĩa khoai mì của tôi đây. Mình có mặt tại trường bắn thể thao Bắc Phòng rồi. Ở đây có dịch vụ bắn súng nha các bạn. Bắn súng thì các bạn sẽ trải nghiệm một số loại súng mà chúng ta sử dụng trong chiến tranh. Và đây là cái lối vào. Bây giờ các bạn cùng tôi vào để trải nghiệm xem cái cảm giác bắn như thế nào nha. Các bạn, mình đã bắn xong hết 5 viên đạn rồi. Đây, sạch nha. Mặc dù mà đeo cái tiếng nổ của AK rất là to các bạn. Đây là cây súng AK. Sạch còn viên, nhặt còn viên. Vẫn còn một viên các bạn. Này bắn luôn không anh? Rồi cứ vậy bắn luôn. Kệ lên nè. Vâng, như vậy là chúng ta đã có một ngày trải nghiệm ở địa đạo Củ Chi rồi. Các bạn thấy sao? Qua cái màn bắn súng thể thao vừa rồi, rất là đã các bạn ạ. Các bạn có dịp hãy ghé qua tham quan về cái địa đạo Củ Chi này nhé. Mình cảm thấy nó sẽ rất là ấn tượng. Để tham quan thì các bạn lưu ý rằng ở đây có rất nhiều con đường đi. Và các bạn nhớ chú ý theo dõi vào những bảng chỉ đường để đến chính xác nha các bạn. Chứ đừng lạc đường như mình nghe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ subscribe nha các bạn.